TV256 xin mến chào quý anh chị em. Dạ, hôm nay chúng ta bắt đầu cái đề tài tự do 2. Dạ, trước khi mở đầu đề tài thì TV256 muốn chia sẻ bản nhạc của ca sĩ Khánh Liên. Bản nhạc có tựa đề là Tôi Cố Bám Lấy Đất Nước Tôi. Xin mời quý anh chị lắng nghe nhé. Rồi, đi vào quảng cáo nó mới chết chứ. À, thôi, dẹp cái này đi. Quảng cáo rồi, không thích. Vậy, TV muốn chia sẻ với quý anh chị em. Bữa nay thì TV dẫn rồi là có cái đề tài mà đề tài tự do là quý anh chị em muốn đề tài nào thì TV cũng sẵn lòng chia sẻ. Thì nếu mà không có thì TV cũng TV256 cũng đã dự trù rồi là hôm nay TV muốn chia sẻ với quý anh chị em về đề tài là Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam á, thì theo cái sự suy nghĩ của TV256 đó, hiện tại đó, nếu mà quý anh chị em đó suy nghĩ kỹ lại thì đây là không còn gọi là cái Đảng Cộng sản Việt Nam nữa. Không thể nào gọi Đảng Cộng sản Việt Nam được. Tại vì Đảng Cộng sản Việt Nam là phải có những người cộng sản. Sự thật là gì? Những đảng viên Đảng Cộng sản hiện tại đó, TV thấy là đây là những đảng viên đó là những đảng viên TV gọi là tư bản máu thôi, chứ không phải thật sự là một đảng viên của Đảng Cộng sản. Tại vì bây giờ đó, nếu mà chúng ta ráng mà tìm ra được một người đó, gọi là cộng sản đó, thật là khó. Không thể nào chúng ta tìm ra được một người cộng sản đó. Ở trên đất nước này đó, trên đất nước này đó, quả mai chúng ta tìm được một người cộng sản thôi, đó là ông Nguyễn Phú Trọng. Ông Nguyễn Phú Trọng có thể là cái đầu óc mình không hiểu nổi. Ông kêu gọi là đi theo cái nền kinh tế xã hội chủ nghĩa. Dạ, chào anh Nguyễn Trọng Lũ đến cái diễn đàn nha. Đó. Còn tất cả đó, TV thấy là không còn gọi là những tên cộng sản nữa. Tại vì khi mà anh cộng sản thì anh phải ra cộng sản. Anh phải sống với cái nền tảng của chủ nghĩa cộng sản. Anh phải sống với nền tảng của chủ nghĩa cộng sản chứ đâu phải tự nhiên rồi anh vẫn tiếp tục mà sử dụng cái tên Đảng Cộng sản mà anh hoàn toàn anh xa rời với cái chủ nghĩa cộng sản. Là cái điều đó là TV có thể khẳng định rằng là các anh là những con người vô liêm sỉ. Tại vì bây giờ các anh đâu còn gì là cộng sản đâu. Nền tảng của chủ nghĩa cộng sản đó là nó gọi là các anh thường gọi là vô sản chuyên chính. Vô sản chuyên chính mà hiện nay chúng ta thấy các anh cầm quyền. Các anh cầm quyền mà toàn là những người là giàu có hết. Thấy không? Các anh cầm quyền mà các anh toàn là những người giàu có. Người nào cũng có hàng triệu đô la. Và cái gia đình Nguyễn Tấn Dũng người ta nói còn có cả hàng tỷ đô la nữa. Rất là giàu có, mấy anh không có cái gọi là cộng sản được. Mấy anh có thể gọi là tư bản đỏ hay là tư bản bóc lột. Dạ chào Võ Thắc Thiên Nguyễn nha. Tôi gọi thẳng các anh đó là những tên tư bản bóc lột. Chứ mấy anh không còn là cộng sản nữa. Rõ ràng như vậy. Khi mà nói đến cộng sản á, thì chúng ta phải nói đến nền vô sản chuyên chính rồi.
Người ta nói với nền cái kinh tế tập trung là nền kinh tế thị trường, cái nền kinh tế mà hợp tác xã, công nông trường, đó, đó là cái nền tảng của cái chủ nghĩa cộng sản đó. Mà các anh hoàn toàn không có, các anh hoàn toàn là xây dựng một cái đất nước bởi cái nền kinh tế mấy các anh gọi là kinh tế thị trường, rồi các anh lại là những người không phải là những người vô sản chuyên chính nữa, thì làm sao mà chúng tôi gọi các anh là cộng sản được? Các anh hoàn toàn không còn gọi là cộng sản nữa. Thì tôi nói thẳng mặt, tôi có thể chỉ mặt các anh luôn, là các anh không còn là cộng sản nữa, và các anh là những người vô liêm sỉ. Và tôi nói rồi đó, các anh không thể nào trả lời tôi được. Tại vì các anh không còn đảng Cộng sản nữa, thì các anh nên dẹp bỏ cái tên đảng Cộng sản đi, chứ không phải mà cứ tiếp tục cứ dùng cái tên đảng Cộng sản để mà làm khổ dân như vậy. Các anh bắt buộc phải là thay đổi cái tên đảng. Các anh có thể đặt cái tên đảng nào khác được, đảng Dân chủ, đảng Tự do, hoặc đảng Lao động trước kia được. Thì ít ra tôi cũng, chúng tôi cũng còn có thể gọi là châm chế được. Bây giờ các anh không còn cộng sản nữa mà vẫn tiếp tục lấy cái tên đảng cộng sản, thì đó không phải là cá nhân tôi không, mà tất cả người dân đều có thể chỉ vào mặt của anh và nói là các anh là cái loài vô liêm sỉ. Các anh vô liêm sỉ. Và chúng tôi nói thẳng là các anh là treo đầu dê bán thịt chó. Tại vì đó, các anh vẫn dùng cái tên đảng Cộng sản Việt Nam, mà các anh không còn là đảng Cộng sản nữa. Không còn sử dụng cái nền tảng của đảng Cộng sản nữa. Cái nền tảng vô sản chuyên chính và cái nền tảng là nền kinh tế tập trung, các anh không còn sử dụng nữa. Thì các anh nên đổi lại cái tên đảng. Đừng có để đồng bào đó, người dân đó chỉ vào mặt các anh và có thể chửi thẳng các anh là chúng bay là bọn vô liêm sỉ. Tại vì chúng bay không còn là cái tên, không còn là đảng Cộng sản nữa. Thành ra đó, các anh phải đổi cái tên, bắt buộc các anh phải đổi cái tên. Sự thật ấy, nền tảng của Cộng sản coi như là dục bỏ hết rồi. Hôm nay á, chỉ còn có vài cái biểu tượng thôi. Võ Tắc Thiên có thấy rằng là còn lại những cái biểu tượng Cộng sản nào không? Có thể đánh cho TV biết. Có thể TV chia sẻ với anh chị em, đó là một cái biểu tượng đầu tiên, đó là cái cờ búa liềm. Cái cờ búa liềm đó, nếu mà TV256 phân tích ra đó, thì đây là cái lá cờ rất là nhục nhã. Tại vì đó, đảng Cộng sản của các anh sử dụng cái lá cờ búa liềm đó mà không có do một người dân nào mà vẽ ra được một cái lá cờ búa liềm như vậy. Đến nỗi các anh không có người để mà vẽ ra được một cái lá cờ của các anh nữa, mà phải lấy từ của Liên Xô, Liên Xô, búa liềm của Liên Xô để mà làm một cái lá cờ của đảng. Các anh thấy nhục nhã không? Và hiện tại đó, TV cũng muốn nói thêm cái điểm mà treo đầu dê bán thịt chó nữa, là các anh đó không còn gọi là đại diện cho cái công nhân, nông dân nữa. Nông dân thì các anh cho là cái liềm, còn công nhân là cho là cái búa, cho tượng trưng cho cái lá cờ đảng. Mà bây giờ các anh không phải là những người mà đại diện cho nông dân và công dân nghèo khổ nữa. Các anh là những cái tên tư bản bóc lột xương máu của người dân. Bóc lột xương máu của người dân, nói thẳng đó. Những người công nhân đó, ở Việt Nam đó, đang làm những cái đồng lương mà rẻ mạt.
Còn người nông dân đó cũng sản xuất cũng không được nữa. Tại vì đó, người nông dân phải mượn những cái tiền của các anh. Và mượn tiền của các anh mà các anh cứ siết nợ, siết tới, siết lui là người nông dân cũng không có tài sản nữa. Hiện tại cái người công dân và nông dân là nghèo nhất. Các anh không có đại diện gì cho họ nữa. Các anh thành lập những cái gọi là công đoàn, gọi là mình gọi là công đoàn của nhà nước đó, toàn là bảo vệ cho người chủ không à, chứ không phải bảo vệ cho người công nhân đó. Thành ra cái dân mình từ nghèo đến nghèo thôi, là do sự cái cai trị của độc ác của các anh cộng sản. Đó là cái một biểu tượng. Đến cái biểu tượng thứ hai nữa đó mà TV muốn chia sẻ với anh chị em mà còn sót lại đó, là cái biểu tượng cái lá cờ máu, cái lá cờ đỏ sao vàng. Cái lá cờ này cũng là rất là nhục nhã. Lá cờ đó là cái lịch sử của nó đến từ cái tỉnh Phúc Kiến của bên Tàu. Năm 1933 là đã có nó rồi. Vào năm 1933 là ở ngay cái tại mà thủ đô của Phúc Kiến gọi là Phúc Châu là treo lên đầu tiên. Rồi Hồ Chí Minh nói về cái cách mạng mùa thu đó, chiếm cái chính quyền vào tháng 9 năm 45. Rồi đưa cái lá cờ đỏ sao vàng ra làm cờ nước. Và hiện tại chẳng ai biết, khi mà người ta đặt cái câu hỏi rằng là ai là người vẽ lá cờ đó, các anh hoàn toàn không trả lời được. Các anh hoàn toàn không có trả lời được. Thành ra người ta biết rõ đây là cái lá cờ của tỉnh Phúc Kiến. Mà mình đó, cái đất nước mình đó mà mình sử dụng một cái lá cờ của một quốc gia khác như vậy, nó nhục nhã ghê lắm. Nó mang cái sự nhục nhã lắm. Và mình biết đó là Hồ Chí Minh là một tên gián điệp của giặc Tàu mới sử dụng cái lá cờ Phúc Kiến như vậy. Hồ Chí Minh sử dụng cái lá cờ Phúc Kiến đó là mình biết là cái ý của Hồ Chí Minh đó là muốn cho cái đất nước Việt Nam này trở thành một cái tỉnh của người của Tàu. Chứ đâu có cái gì khó đâu mà chúng ta không suy nghĩ được điều đó. Phải không? Thứ nhất là cái lá cờ của đảng, cái lá cờ búa liềm. Thứ hai đó là cái lá cờ của tỉnh Phúc Kiến. Bây giờ cái thứ ba mà còn sót lại đó là cái lăng Hồ Chí Minh. Cái lăng Hồ Chí Minh cũng là một cái hình ảnh nhục nhã nữa. Trong khi hiện tại đó, các anh đưa ra cái nghị định, thì vì nhớ không làm cái nghị định là 138 đó. Các anh bắt buộc tất cả người dân đó, khi mà chết đó, phải đem chôn hoặc là hỏa táng. Tất cả những người dân đều phải thi hành cái luật pháp đó. Mà nói thật đó, không cần phải có luật pháp đó. Mà cái đó là cái nền văn hóa, cái nền mà cái phong tục tập quán của người Việt Nam là từ hồi nào tới giờ rồi. Là khi con người ta chết là phải đem chôn. Ngoại trừ rồi là thời vua chúa đó. Vua chúa đó xử những cái người mà làm ác đó, họ treo cái xác lên cổng thành, thí dụ vậy, để mà chiêm quả rồi là tỉa thịt. Chứ đâu có ai mà tự nhiên rồi bỏ vô trong cái lòng kiến như vậy, rồi ướp xác như vậy. Là nó hoàn toàn nó đi ngược đến cái nền văn hóa của người Việt Nam. Nó đi ngược lại cái phong tục của người Việt Nam. Cái hành động mà
cố tình đi ngược lại với văn hóa của người Việt Nam đó cũng là một cái tội ác chứ phải không? Bao nhiêu mà nó lại đi ngược lại cả luôn với cái mà di chúc của Hồ Chí Minh nữa chứ. Nó quá rồi là ác độc lắm. Đến nỗi mà cái di chúc của người ta đó mà cũng không có làm theo nữa. Rồi bây giờ tới một cái điều thứ 4 nữa đó, là TV muốn chia sẻ là cái điều 4 của hiến pháp. Cái điều 4 của hiến pháp đó cũng là một cái điều mà Mỹ dân, cái điều mà gọi là đè đầu kể cổ người dân. Không có quốc gia nào mà nó kỳ cục như vậy. Tất cả các đảng phái nó phải cạnh tranh để mình mà bước vào cái quyền lực của một quốc gia. Tất bất buộc các đảng phái nó cần cạnh tranh chứ. Đâu có thể nào mà tự nhiên khẳng định là Đảng Cộng sản là cái cầm quyền lãnh đạo được. Cái điều 4 nó kỳ cục lắm. Mà thứ nhất đó là cái điều 4 đó, nó là một cái tên của danh từ riêng của cái đảng đó. Một cái tên mà danh từ riêng đó không có được quyền bỏ trong hiến pháp. Tại vì TV thí dụ rằng đó, nếu mà một mai sau đó mà Đảng Cộng sản đổi tên khác, đổi tên thành Đảng Lao động thử đi, rồi bây giờ bắt buộc phải hiến pháp phải đổi theo Cộng sản à, phải đổi theo cái Đảng Cộng sản à, vậy là cái Đảng Cộng sản này nó ngồi xổm lên trên đầu hiến pháp rồi. Nó rõ ràng là như vậy. Anh không thể nào mà hiến pháp là cái luật cơ bản nhất mà anh không thể mà anh ngồi xổm lên hiến pháp bằng cái điều 4 như vậy. Bất cứ những cái tên mà danh từ riêng của các đảng phái đó thì là không có được bỏ vào ở trong hiến pháp. Nếu mà bỏ trong hiến pháp rồi anh thay đổi cái tên đảng rồi là kể như là anh ngồi xổm lên pháp luật rồi. Cái điều đó là điều cơ bản nhất. Mà làm hiến pháp mà tự nhiên là bỏ tên cái đảng Cộng sản vô là cái đảng cầm quyền, là nó sai, nó trật bét hết rồi. Nó đâu gọi là bản hiến pháp nữa. Có thể TV gọi thẳng là đây là cái bản hiếp pháp. Hiếp pháp là nó cưỡng hiếp cái luật pháp đó. Nó cưỡng hiếp cái luật pháp bằng cái điều 4 hiến pháp. TV có thể TV nói thẳng như vậy, mà cái điều đó là đúng chứ phải sai. Khi mà hiến pháp đó phải đặt ra những cái điều luật nó công bằng, là bây giờ anh đó, anh có đảng Cộng sản, người khác có cái đảng Dân chủ, người khác có cái đảng Việt Tân, anh phải cạnh tranh công bằng chứ. Anh đâu có phải nào mà anh tự anh bỏ vào hiến pháp là anh nói là đảng Cộng sản là có quyền lãnh đạo. Một cái hiến pháp mà nó không công bằng thì nó đâu còn giá trị nữa. Khi mà nói đến cái hiến pháp là anh phải công bằng, là anh phải cho cái sự cạnh tranh của cái tất cả các đảng phái khác đối với cái đảng Cộng sản, chứ không phải tự nhiên anh bỏ cái tên đảng Cộng sản đó vào hiến pháp rồi anh cầm quyền như thế. Nó có nhục nhã hay không? Cái quyền đó nó cũng nó rất là nhục nhã nữa. Một cái anh đó chẳng có bầu cử gì hết, tới cái các anh toàn là chỉ định không à. Chẳng có người dân nào mà bầu lên các anh. Dạ, yeah, TV cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe nha. Bây giờ thì TV cũng nghĩ cũng đã đủ rồi. Bữa nay cũng đủ rồi để nói lên cái đảng Cộng sản của các anh là một cái đảng vô liêm sỉ ha. Bây giờ TV cho các anh nghe, anh chị em nghe cái bài ca nha.
bài ca hồi nãy đó. Còn quý anh chị em nào mà cứ thắc mắc thì cứ đánh tắt chat cho TV ha. Đánh tắt chat TV 256 đi. Để mình đó nhiều khi đó mình thấy nó rất là khó chịu, mình không biết mình nói cái gì nữa. Thành ra đó quý anh chị em nên là tắt chat rồi mình có thể mình kéo dài câu chuyện được. Bây giờ mình nói về cái vấn đề mà Đảng Cộng sản thì đó đại khái là mình nói là như đó là cũng cảm thấy đủ rồi. Mà nếu mà mấy anh chị em đó mà tắt chat đó đòi hỏi đặt câu hỏi cho TV 256, TV mong là có những cái anh mà cộng sản đó vào trong diễn đàn này đặt câu hỏi cho TV 256. Tại sao TV 256 chửi thẳng vào mặt những cái tên cộng sản đó là vô liêm sỉ, và TV có cái lý do TV chửi là vô liêm sỉ, là tại anh bán treo đầu dê mà anh bán thịt chó, thấy không? Bây giờ mà kiếm một người mà cộng sản ở trong nước rất là khó, thưa quý anh chị em. Họ đâu có là vô sản chuyên chính đâu. Họ đâu có áp dụng cái nền kinh tế tập trung công nông trường đâu. Mà cái đó là cái nền tảng của cái chủ nghĩa cộng sản. Chắc chắn là cái nền tảng của chủ nghĩa cộng sản mà người dân đã học biết bao nhiêu năm như vậy rồi. Là phải đi đến cái nền mà kinh tế tập trung công nông trường, rồi xong đó rồi từ từ mới tiến đến cái xã hội cộng sản. Tại Tàu Cộng sao bác trách đảng nha. Tàu Cộng là lẽ dĩ nhiên là phải trách rồi, hiểu không? Nhưng mà cái đảng đó nó lại tạo ra bởi cái Tàu Cộng nữa. Nói thật là như vậy đó Hồ Phương. Và chào Vịnh Chân Chân nha. Rồi quý vị thấy có nhiều người hỗ trợ đến với diễn đàn rồi đó, thì sẵn sàng là TV nói chuyện nữa được, biết không? Sự thật đó, TV nói chuyện giống như mấy lần trước là trên 2 tiếng TV vẫn nói chuyện được. Nhưng mà ít ra cũng phải có vài người có thể nó tạo được cái mà hứng khởi để mình nói chuyện. Chứ nếu mà không có người làm sao mình nói được, khó lắm. Mình nói mình giống như một bức tường vậy đó. Thành ra mong là quý anh chị em đặt câu hỏi giống như cái bạn Hồ Phương hồi nãy. TV thấy rằng nếu mà quý Hồ Phương mà biết rằng Hồ Chí Minh, tức là cái tên gián điệp của Mao Trạch Đông đưa qua để mà hại cả dân tộc Việt Nam như vậy, nó là cái tên gián điệp. Thành ra nói là tại sao không có trách cộng sản Tàu mà trách là cộng sản Việt. Nhưng mà nó làm cho hại hết tất cả cái dân tộc mình. Sự thật TV đâu có trách người Việt đâu. TV không có trách ai hết á. Tất cả chúng ta đều là nạn nhân của cộng sản hết á. Hiểu ý bác rồi phải không? Chúng ta tất cả là nạn nhân của cộng sản hết á. Thành ra đó TV nói nhiều lần trên diễn đàn này là mỗi người dù là anh cộng sản, dù là anh cộng sản, anh vẫn là một người Việt Nam. Và anh vẫn là một người Việt Nam thì anh TV thí dụ đó, mỗi người Việt Nam là một viên gạch để xây dựng nên một cái căn nhà Việt Nam. Và TV 256 không muốn bỏ mất một cái viên gạch nào, kể cả anh là cộng sản, kể cả anh là những cái người mà bộ chính trị được, miễn mà các anh từ bỏ cộng sản thôi. Điều mà đơn giản của TV là mấy anh phải từ bỏ cái cộng sản là mấy anh sẽ trở thành là người Việt Nam. Còn mấy anh không mà từ bỏ cộng sản thì cái điều đó là không chấp nhận được. Tại vì cái cộng sản của anh nó gây tội ác cho cái dân tộc này, nó quá lớn rồi.
nó gây tội ác quá lớn rồi, thành ra người dân không thể nào mà chấp nhận, mà các anh vẫn còn cộng sản mà lấy cái tên đảng cộng sản được. Mà sự thật các anh cũng đâu có còn là cộng sản đâu. Giống như cái bài thuyết trình này của TV256 là đã khẳng định là các anh không còn là cộng sản nữa. Thì các anh không còn là cộng sản nữa thì các anh sống cho ra người Việt Nam. Dứt khoát bỏ cái tên đảng cộng sản vào sọt rác. Dứt khoát quăng cái lá cờ máu, quăng cái lá cờ búa liềm vào sọt rác. Còn có 4 biểu tượng mà TV mới chia sẻ với quý anh chị em đó. Cái cờ búa liềm quăng vào sọt rác, cái cờ đỏ sao vàng quăng vào sọt rác, cái lăng Hồ Chí Minh, cái lăng Hồ Chí Minh thực hiện cái di chúc của ổng đi, dù là ổng là người Tàu cứ thực hiện cái di chúc của ổng quả táng đi. Còn cái lăng đó có thể là làm một cái công chuyện gì khác, làm một cái công chuyện gì khác, để là có thể là một cái chỗ mà để mà làm sân khấu hoặc là làm bất cứ cái gì. Nếu mà mình nghĩ ra là có thể làm một cái bảo tàng về cộng sản, để cho sau người sau này đó, người dân đó, người ta thấy được tất cả những cái tội ác của cộng sản đã gây ra cho cái dân tộc Việt Nam, chẳng cần phải đập phá nữa, mà chỉ cần gọi là đem cái xác Hồ Chí Minh ra hỏa táng, hoặc là hỏa táng y như là cái lời của ông, lời di chúc của ông, thực hiện cái di chúc của ông Hồ Chí Minh. Thành ra chỉ còn có 4 biểu tượng nữa. 4 biểu tượng đó là phải dẹp bỏ, khẳng định là như vậy. Mà khi mà anh dẹp bỏ cái 4 biểu tượng đó thì người dân đó không có dám chỉ vô mặt anh nữa, không có dám chỉ vô mặt mà chửi thẳng mặt anh đó là các anh là lồi vô liêm sỉ, các anh là những con người treo thịt dê bán thịt chó, các anh không còn là cộng sản là các anh phải dẹp bỏ tên đảng cộng sản, các anh phải chính danh chứ. Đâu phải là một cái tiệm mà thí dụ các anh là tiệm phở đi, mà các anh đi các anh bán cái tiệm gì đó, tiệm cơm, tiệm phở là phải có phở chứ, tiệm phở mà các anh mang ra cơm ra không được. Nói cái đó cũng không có. Bây giờ cái đó ví dụ nó hơi lãng nha, nên là nhiều tiệm phở cũng bán cơm nữa, nhiều tiệm phở nó cũng có bán cơm trong đó nữa. Cái đó thí dụ có bộ không được rồi. nhiều khi mình nói mình, nhưng mà đại khái là cái cần đó là nó chính danh đó là khi mà anh đã là restaurant, là anh nhà hàng thì anh bán cơm bán phở được hết, phải không? Nhưng mà khi mà anh nói anh là nhà hàng mà anh đi anh bán gọi là software computer là không được, phải không? Hoặc là anh bán máy cày mà trong khi cái tiệm anh nói gọi là restaurant nhà hàng mà anh đi bán máy cày, nó không có chính danh, hoàn toàn nó không có chính danh. Thành ra cái thằng cộng sản đó nó bắt buộc nó phải thay đổi cái tên đảng cộng sản, nếu mà muốn người dân đó đừng có chửi thôi. Còn nếu mà anh vẫn tiếp tục cái dùng mà tên đảng cộng sản là tôi có quyền chỉ vào mặt anh là các anh là loại vô liêm sỉ, các anh là loại vô liêm sỉ, không thể chấp nhận được, tại vì các anh không còn là cộng sản nữa. Cộng sản là vô sản chuyên chính. Việt Nam thua rồi, chán hết hy vọng, nghĩ đến đảng,
chả làm gì cho dân, thờ ơ lắm. Thì thật sự là đúng như vậy đó. Nhưng mà quý anh chị em phải nhớ rằng đó, cá nhân của TV thì TV cũng nghĩ mình cũng phải làm một cái gì cho quê hương đất nước mình. Đó là cái trách nhiệm của TV256. Mình đâu có bỏ được. Thành ra suốt mấy chục năm nay là TV vẫn gọi là hành xử cái trách nhiệm của mình. Thì TV chỉ nói nếu thôi, nếu mà quý anh chị em đó đều hành xử theo cái trách nhiệm của mình thì chắc chắn bất cứ việc gì mình làm cũng được. Mỗi người công dân có trách nhiệm với đất nước của mình thì việc gì chúng ta cũng làm xong. Bởi vì nó có cái câu nói đó là việc gì đó mà có dân thì làm xong hết đó. Mà việc gì mà không có dân đó là không thể nào làm xong được. Ăn thua cái người dân thôi. Mỗi người góp một tay thì mới tạo nên cái sự thành công thôi. Quý anh chị em nào có muốn chia sẻ bất cứ đề tài nào không? Hiện tại đó TV không có nghĩ ra được nhiều cái đề tài. TV nói là đề tài tự do, và bữa lần này là lần thứ hai rồi. Đề tài tự do 2, thì mai mốt đề tài tự do 3. Nhưng mà bất cứ cái đề tài nào anh chị em cứ có thể mà cần mà đánh ra đó thì TV sẵn sàng chia sẻ. Mà TV256 dự trù là một cái chương trình có khoảng là từ 30 đến 40 phút thôi, để người ta có thể người ta lắng nghe nó dễ dàng hơn đó. Chứ cái đề tài mà nó nhưng mà TV sẵn sàng gọi là ở lại với anh chị em 1 tiếng đồng hồ, hoặc là 2 tiếng đồng hồ, 3 tiếng đồng hồ cũng được nữa. Nhưng mà mình làm sao đó, những cái đề tài nào mình ngắn thôi, nửa tiếng đồng hồ thôi, thì người ta nghe nó rất là dễ dàng. Thấy không? Và làm sao đó mà TV mong là các mà bạn mà đến ở Việt Nam á, mà cuồng hồ á, cuồng đảng á, vô trong diễn đàn này đi. Vô trong diễn đàn làm sao mà TV mong làm sao mà họ vô trong diễn đàn này nè, mình mới nói vào cái lỗ tai của họ được. Cứ vô đi, chửi bới TV256 đi, sống sao đó. Thắc mắc đủ mọi thắc mắc đi, thì TV cũng gọi là vui vẻ rồi là trả lời cho quý anh chị em, chứ không có chạy đâu. Nhưng mà ở đây thì có cái cô Võ Đắc Thiên này là là bảo vệ cho TV rồi, cảm ơn nhiều lắm. Dạ chào, chào Quang Vinh nha. Dạ chào bạn Phạm Quang Vinh nha. Chú đưa ra đi ra cầu nguyện cũng rất hay. Con xin ý là xin tất cả các giáo xứ, sao mà nó làm mờ chữ thì mình không đọc không được chứ. Xin chú xem xét và cho một hai người đứng phát cho từng giáo dân, và thêm vào đó có thêm phần giúp dân hiện nay. Cái lời đề nghị của TV hôm qua đó là chúng ta nên có những cái cuộc cầu nguyện ở ngay nhà thờ Đức Bà đó. Mà làm sao đó chúng ta thật sự thì TV cũng không phải là một cái người công giáo, thành ra TV cũng không hiểu về kinh đồ này nọ đó. Thành ra làm sao mà có người công giáo mà hướng dẫn, không cần phải là người công giáo, chỉ là một người bình thường thôi mà muốn cho cái đất nước mình hạnh phúc, cái đất nước mình người dân sống sung sướng, thì ra đó quỳ xuống bất cứ ở mà lấy cái tâm điểm đó là nhà thờ Đức Bà, chúng ta quỳ tất cả xung quanh nhà thờ Đức Bà như vậy.
mà chúng ta không cần phải dương biểu ngữ, biểu tình gì hết đấy. Chúng ta quỳ với cái sự mà cầu nguyện, mà thành tâm của chúng ta. Không có ai mà có thể mà đá, mà đạp, mà đánh chúng ta chảy máu đâu. Mà nếu mà có sự thật đó mà xảy ra, chúng ta cũng phải chịu nữa. Chúng ta phải cũng phải chấp nhận cái đánh, cái đạp đó nữa. Không sao hết đấy. Mình chỉ quỳ, mình cầu nguyện thôi. Mà tùy cái tôn giáo của mình, ngay cả người Phật giáo đó ra chắp tay cầu nguyện cũng được. Mọi người đi ngồi cầu nguyện rất là bình thường thôi. Người cộng sản nó đâu có thể nào mà nó làm gì mình được. Rồi có thể đó, mình truyền tay nhau những cái tờ rơi. Cái tờ rơi cũng quan trọng lắm. Cái tờ rơi đó chỉ có một cái giống như cái mẫu card visit nhỏ vậy thôi. Mình chỉ nói là ngày 19 tháng 2, 19 tháng 3 năm 2017, chúng tôi đến đây tùy theo cái tôn giáo của mình và chúng tôi cầu nguyện. Tất cả chúng tôi đang thực hành cái việc cầu nguyện cho đất nước được an khang, được hạnh phúc, được tốt đẹp. Chúng tôi cầu nguyện, và khi mình phát cái tờ rơi đó và người ta biết rằng là mình đang làm cái gì, và mình vừa phát tờ rơi và mình mời gọi luôn là trong cái vấn đề mà hồi nào tới giờ mình biểu tình đó, mình thiếu cái sự vận động. TV thấy một cái điểm thiếu sót rất là lớn là chúng ta hoàn toàn không có sự vận động. Chúng ta cứ biểu tình là đến giờ đó, rồi đến cái địa điểm đó, rồi chúng ta biểu tình thôi. Ngoài ra chúng ta không có vận động biểu tình. Mà trong cái cuộc biểu tình mà muốn có đông đó, là phải vận động người dân. Chúng ta, tại vì người dân đang tìm hiểu chúng ta làm cái gì. TV thí dụ ngay cái nhà thờ Đức Bà đó, mà chúng ta quỳ xuống chúng ta cầu nguyện, mà trong lúc đó có những người phát cái business card, thì trong lúc mà người dân cầu nguyện như vậy thì những người mà đi xe gần tới là mình phát cái card rồi, đặng cho mình biết hiểu là những người đó đang làm cái gì. Cái quan trọng là người dân lúc nào cũng theo chúng ta hết mà hoàn toàn là không có được hướng dẫn. Nếu mà chúng ta có người đưa cái business card là báo cho những cái người mà đang đi xe đó là chúng tôi có những cái cuộc cầu nguyện như vậy, và người đó có thể dẫn xe đi để mà cầu nguyện ngay chỗ đó nữa, chứ không phải là họ đi xe là họ bỏ đâu. Nhưng mà họ biết được cái hoạt động của chúng ta thì lại họ sẽ trợ giúp chúng ta. Họ biết đây là những cái hoạt động mà chính nghĩa, vì là cái lời cầu nguyện không mà đâu có cái gì mà phải mà ghê gớm đâu. Đó. Người ta có biết à, nói lại cho là mình. Thành ra đó, những cái điều đó đó thì mình nghĩ rằng đó là nếu mà mình cầu nguyện ở nhà thờ Đức Bà đó là mình cầu nguyện ở trong cái tầm tay của mình. Mình làm việc trong cái tầm tay của mình đó. Là người ta không có lý do. Người ta không có lý do đánh mình. Mình quỳ xuống mình cầu nguyện mà làm sao mà người ta lấy lý do đánh mình. Có vận động mà chú. Bây giờ mọi thứ đều ở trên internet hết. Ở trên internet đó, nó lại nó không có hữu hiệu bằng mà mình vận động, mà mình lúc mình đi biểu tình đó. Cái mà TV256 nói đó là khi mình đi biểu tình mình vận động luôn. Là thí dụ mình có điểm tập trung ở ngay nhà thờ Đức Bà,
thì mình đi bằng nhà thờ Đức Bà, nó rộng lớn lắm, nó ngã 6, ngã 7 lần. Thì khắp cả ngã đường đó mình đến nhà thờ Đức Bà đó, thì trong thời gian mà mình đến nhà thờ Đức Bà đó là sẵn đó mình đi vận động luôn. Chứ không phải mình vận động mà mình mỗi lần mình đi biểu tình mình thấy bà con đứng xung quanh nhìn mình không à. Bà con dòm ngơ ngác không biết mình đang làm gì nữa. Cái đó là thiếu sự vận động. Mình có thể mình đứng ngay ngã tư, ngã ba. Ngã tư, ngã ba lúc mà người ta dừng đậu xe đó thì mình phát cái flyer nói chúng tôi đang đi biểu tình đây nè. Đi biểu tình đòi phải có nước sạch. Đúng không? Đòi nhà nước phải minh bạch. Thí dụ chúng ta đòi tống cổ Formosa ra khỏi Việt Nam. Rồi chúng ta đòi như vậy, hoặc chúng ta đòi xăng không được tăng giá, chúng ta đủ thứ. Mà chúng ta phải để người dân biết ở ngay ngã tư, ngã ba đưa một cái business card, người dân biết là bảo đảm sẽ có người đi theo chúng ta, sẽ có người đi sau gắn máy chúng ta, sách gắn máy mà đi bộ chúng ta, đi bộ với chúng ta vì thấy chúng ta làm cái việc đúng. Nó đâu có sợ đâu. Có người làm việc đúng không có sợ. Mà khi mà chúng ta có số đông rồi thì không bị đánh đâu. Chỉ có khi nào chúng ta có số ít quá thì người ta mới đánh thôi. Chú TV Hồ Phương là Du Lực Nguyên biết. Nếu mà Hồ Phương là dư luận viên đó thì rất là tốt cho Hồ Phương đến với diễn đàn, không? Mà nếu mà Hồ Phương đó từng sống trong cái xã hội chủ nghĩa đó thì cá nhân TVN 56 coi Hồ Phương là một người bạn, đúng không? Tại vì Hồ Phương chỉ là cái nạn nhân của cái chủ nghĩa xã hội thôi. Hồ Phương chỉ là nạn nhân của cái chế độ cộng sản thôi, chứ Hồ Phương không có tội gì hết á. Chỉ có khi nào mà Hồ Phương đó không có biết là mình làm những cái việc ác như gì, giống như đạp mặt cái người đấu tranh, đánh đập với người đấu tranh, thì đó là những cái người mà gây ra tội ác với dân thôi. Chứ mà Hồ Phương, tất cả mọi người đó đối với cá nhân TV chỉ là những cái người nạn nhân của cái chế độ cộng sản thôi. Thành ra đó TV sẵn sàng tha thứ hết đó. Tha thứ hết tất cả những cái mà tên mà gọi là trong bộ chính trị luôn, miễn là phải bỏ cái chế độ cộng sản, miễn là không có sinh hoạt đảng phái gì cộng sản nữa, bỏ hoàn toàn thì đó người dân mới tha thứ thôi. Bởi vì nó mới gây, mới tạo dựng được một cái căn nhà Việt Nam mới tốt đẹp được. Cái đó chẳng qua không phải là TV thông minh hay là cái gì, mà mình thấy được cái nước Mỹ nó cũng có nội chiến vậy. Nước Mỹ nó cũng có nội chiến. Và sau khi nội chiến đó, hai người tướng bắt tay nhau, rồi người tướng mà thắng trận đó, cho cả ngựa, cho cả tiền bạc để mà mấy cái người mà lính mà thua trận đó về quê để mà có thể lập nghiệp sau này. Thấy không? Người ta chiến tranh mà người ta biết thương yêu nhau rồi. Thế đó mình cũng chẳng lạ gì tại sao mà nước Mỹ nó hùng mạnh như vậy. Tại vì nó cũng có đội chiến giống như mình, nhưng mà nó biết thương yêu nhau, nó tạo nên nước Mỹ hùng mạnh. Còn chúng ta đó thì cứ là giết nhau, giết nhau đủ thứ trò trống. Lập ra là kinh tế mới nè, lập ra là thanh niên xung phong nè, rồi lập ra là thủy lợi nè, rồi lập ra ba lần đổi tiền nè, rồi tù cải tạo nè, rồi đánh tư sản mai bản nè. Nó cả chục cái món như vậy mà nó đánh vô cái người miền Nam như vậy. Hỏi làm sao mà người ta không bỏ nước ra đi? Có khùng hay là sao mà sống với cái chịu nổi? Thành ra người ta biết
ra đi là chết đó. Ra đi là 1/4 là phải chết ở ngoài biển đó. Không có chết ngoài biển thì cũng bị hãm hiếp, cũng bị đủ thứ, cũng bị đói ăn. Thức ăn đâu có đủ, nước uống cũng không đủ, và không biết nhà cửa sẽ ở đâu nữa. Rồi không biết cái ngôn ngữ mình nói cái gì nữa. Toàn là xa lạ hết. Mà thà là tôi đi tìm một cái hy vọng như vậy đi. Hoặc là tôi chết thôi. Thành ra đó, làm ơn đừng có nói rằng là những người vượt biển, vượt biên là hèn đâu. Họ không coi cái chết ra cái gì đâu. Họ mới dám đi như vậy. Chứ nếu mà họ hèn họ không đi đâu. Họ sợ chết họ không đi đâu. Họ là coi như là 25% là chết rồi. Nếu mà theo thống kê xác suất biết là 25% là không có tới bến đâu. 25% là ở nằm đó trong bụng cá đó. Sự thật là như vậy đó. Vượt biên nó kinh hoàng lắm. Biết bao nhiêu câu chuyện mà vượt biên mà kinh hoàng không? Quý anh chị em đâu có thấy kể đâu. Còn có những cái vượt biên mà chết hết mà không còn ai để mà kể không? Biết bao nhiêu người như vậy không? Đâu phải cuộc vượt biên nào là cũng thoát hết đâu. Chưa nói những cái cuộc biên vượt biên mà tụi cộng sản nó đặt chất nổ trong đó nữa. Nó đặt chất nổ cho đúng giờ ra là giữa biển là nổ là chết thôi. Hoặc là hai cái chiếc mà tàu rất là lớn mà nó bị nổ ở cầu Chỉ Y đấy. Những chuyện đó là mấy chục năm trước là TV cũng từng biết hết đấy, chứ không phải là không đâu. Và nó lấy cái tiền mà người tàu để mà một người tàu đó phải đi bao nhiêu cây vàng đó. Rồi nó lấy những cái đồng tiền đó, nó xây dựng cái Vietcombank đó. Vietcombank đó. Đó là cái những quá khứ mà mình thấy như vậy. Hồ Phương thương mẹ, thấy mẹ là nạn nhân của cộng sản mà cháu buồn thì đúng rồi đó Hồ Phương. Dạ chào bạn Nguyễn Thu Thủy nha. Chào bạn Nguyễn Thu Thủy đến với diễn đàn. Người dân Việt Nam có khác bên cộng sản kiêu hãnh cho là đánh cho Mỹ Cúc Nguyễn Nhào thì làm sao bắt tay nhau hả chú? TV 26, đó là những cái lời kêu gọi thôi, cái lời kêu gọi thôi. Vịnh Chân Chân, cái lời kêu gọi cho những cái tên mà cầm quyền đó, nó nói là đánh cho Mỹ Cúc Ngụy Nhào thôi. Rồi người dân đó, khi mà người dân sống trong cộng sản đó, thế giới cộng sản đó, rồi người dân nghe những cái khẩu hiệu như vậy đó, rồi cứ tưởng thật, thì ngày hôm nay đó là làm sao mình giải thích cho những người dân đó, hiểu không? Giống như là bạn mà Hồ Phương đó thì cho biết rằng là nó cái đó là nó không phải là sự thật, hiểu không? Người Bỉ đó họ đến Việt Nam thôi. Họ đến Việt Nam rồi họ tốn cả xương máu của họ đó, 58.000 quân nhân Mỹ chết đó, chứ đâu phải là ít đâu. Mà nếu mà quý anh chị em hỏi lại coi, người Mỹ đó họ có lấy được cái miếng đất gì của Việt Nam không? Mỹ hoàn toàn không có lấy được miếng đất nào của Việt Nam. Mà đến giờ này đó, nếu mà anh chị em mà hiểu ra đó, thì 2 triệu người Việt đó lấy bao nhiêu đất của Mỹ không? 2 triệu người Việt này lấy bao nhiêu đất của Mỹ đó? Mỗi một cái căn nhà đó, thí dụ là mỗi người cho 10 mét sống, 10 mét vuông đi. Một người sống 10 mét vuông đó. 2 triệu người đó là 2 triệu mét vuông rồi. 2 triệu mét vuông người Việt đang chiếm của nước Mỹ nè. Người Việt đang lấy cái đất của nước Mỹ đây nè. Chứ không phải là nước Mỹ lấy cái đất của người Việt. 2 triệu người Việt này sống là 2 triệu mét, 20 triệu mét vuông. Nhân cho mỗi người là 10 mét vuông. Thì 2 triệu ngày này đó là 20 triệu mét vuông người Việt đang lấy của nước Mỹ. Chứ nước Mỹ nào mà lấy đất của người Việt.
Trong cái tình thế mà cái nước cộng sản nó quá tàn ác, mà Mỹ thì nó không muốn, nó không muốn từ từ rồi cộng sản nó đánh thắng Mỹ luôn, thí dụ gì, và nó không có muốn là bao nhiêu quốc gia phải đau khổ theo cái chủ nghĩa cộng sản, thì chắc chắn là nó muốn muốn chặn cái phần đó đấy. Nó chặn cái cộng sản lại chứ thôi, rồi nó sẵn sàng nó hy sinh biết bao nhiêu tiền bạc, biết bao nhiêu xương máu. Bởi vì nó mình thương ông Diệm đó. Ông Diệm đó, ổng đâu có chấp nhận mà người Mỹ đổ quân vô đâu. Người Mỹ cứ nghĩ rằng đó là mình có cái phương tiện vũ khí, mình nghĩ mình có tiền bạc, vũ khí tối tân là mình thắng được cộng sản đâu. Không dễ đâu. Đối với ông Diệm đó là nước mình là phải có chính nghĩa. Mà để lúc mà Mỹ nó vào thì tự nhiên là cộng sản nó xạo cái chính nghĩa của nó, rồi nó nói với đồng bào là chống Mỹ cứu nước, chống Mỹ cứu nước, rồi đồng bào đó có hiểu thì tưởng đó đấy là cái chính nghĩa, thì bởi vì nó mới là Việt Nam Cộng Hòa mới bị sụp đổ thôi. Chứ nếu mà thời mà ông Diệm còn thì làm sao mà cộng sản có thể mà chiếm Việt Nam được. Tại vì ông Diệm không bao giờ muốn người Mỹ vào hết. Ông Diệm muốn rằng là người Mỹ chỉ là tiếp trợ vũ khí thôi. Vũ khí thôi. Chứ ngoài ra ông Diệm không có cần gì hết đấy. À, mong chú có nhiều sức khỏe. Chú ơi, chú nói thêm về ngày Quốc Hận được không? Ngày cuối cùng đó chú. Ồ, cảm ơn Francisco Quốc Bảo nha. Thì ngày 30 tháng 4 thì chúng ta biết rồi, thì mấy các em mà nhỏ mà thời sau này mà lớn lên, sinh sau 1975 á, thì không có biết được. Ngày 30 tháng 4 đó, một cái sự mà nhục nhã mà chú nói thẳng là khi mà cộng sản chiếm Dinh Độc Lập, họ trương cái lá cờ này gì đó, quý anh chị em nhớ không? Họ trương cái lá cờ đỏ, cờ ở trên thì đỏ, ở giữa là sao vàng, và phía dưới là màu xanh, làm cái cờ đó là của mặt trận giải phóng dân tộc miền Nam đó. Cái là cờ đó, chứ họ không có phải rằng là đường đường chánh chánh đó, là họ mang cái lá cờ đỏ sao vàng đâu. Nhưng mà tất cả những cái quân đội của họ đó đều là xuất phát từ Bắc Việt hết. Chứ miền Nam họ không có đi theo cộng sản nhiều như vậy đâu. Miền Nam đó, từ đó họ đã nướng quân vào năm 1968 rồi. Hàng trăm ngàn người mà theo cộng sản đó, mà không phải theo đâu. Họ chơi cái màn toàn là bắt buộc không à. Không có ai mà tình nguyện mà đi theo cộng sản đâu. Mà mình họ chơi là cái màn mà bắt cóc thôi à. Bắt cóc những cái thanh niên đó vô trong những cái chiến khu đó. Rồi người cha người mẹ mới thăm con, rồi mới đem đồ ăn cung cấp, rồi nó móc nối như vậy đó. Rồi tất cả những sự việc đó là xảy ra năm 1968, là Tết Mậu Thân đó, là bị tiêu diệt gần như toàn bộ hết. Rồi sau này đó, miền Bắc mới đem vào quân đội vào miền Nam. Đem quân đội vào miền Nam qua cái đường mòn Hồ Chí Minh đó. Qua đường mòn Hồ Chí Minh rồi
nhưng mà vẫn giả vờ là dùng cái lá cờ của Mặt trận Giải phóng thôi, chứ không dám dùng cái lá cờ mà đỏ sao vàng đâu, hiểu không? Cái sự thật là nó là toàn là cộng sản là từ ngoài Bắc vô thôi. Họ có mang xe tăng rồi đủ thứ loại xe hết rồi, chứ đâu phải là người trong miền Nam đâu. Rốt cuộc đó, họ được học tập đó, khi mà những người lính cộng sản vào miền Nam đó, họ được cái học tập rằng là đây là cái nền kinh tế phồn vinh giả tạo. Xin lỗi TV, muốn đọc cái bài kia chút xíu của Dương Giang Bá nghe. Đi ra cầu nguyện tại các nhà thờ. Thủ tướng Đào Minh Quân những nội dung cần thiết. Cờ đỏ sao vàng. Thành ra đó, khi mà phân chia ra hai quốc gia đó, thì người miền Nam đó vẫn giữ cái lòng yêu nước, phải nói là nó xuất phát từ cái lòng yêu nước. Người miền Nam nó nghĩ rằng đó là mỗi quốc gia đó đều thực hiện cái nền kinh tế riêng biệt, tại vì có hai cái chính phủ mà, một cái là lấy tên nước là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, một nước là Việt Nam Cộng Hòa. Hai cái quốc gia bị chia cắt ở cái lãnh thổ ở vĩ tuyến 17 mà tượng trưng cho cái con sông là Bến Hải, thì sự thật ai là không muốn đất nước mình thống nhất? Người Việt Nam mình ai cũng muốn thống nhất. Đừng có nói là người miền Nam này vì không yêu nước thành ra không muốn thống nhất, không muốn đem quân ra đánh miền Bắc. Đừng có nói những cái câu mà thơ ngây như vậy. TV thấy những cái bạn mà viết mà tranh luận đó, nói là người miền Nam không có yêu nước, tại vì không có muốn thống nhất đất nước. Nó cái đất tầm bậy. Người Việt Nam nào cũng muốn thống nhất đất nước, mà thống nhất trong hòa bình. Thành ra đó, người miền Nam chủ trương rằng không có đánh ra ngoài Bắc. Không có chủ trương như vậy. Đánh ra ngoài Bắc rồi cũng là giết hại một số đồng bào của mình nữa, mà làm cho hai nước nó kỳ quệ đi. Hai nước nó kỳ quệ đi. Thành ra miền Nam không làm được. Trong khi đó miền Bắc đó cứ xua quân vào miền Nam. Cứ xua quân qua cái đường mòn Hồ Chí Minh. Cái đường mòn Hồ Chí Minh đến nỗi mà bây giờ nó còn xây được cái xa lộ trên đó nữa. Chứng tỏ là đường mòn Hồ Chí Minh cũng là lớn lắm á. Mới có những cái đoàn quân mà xe tăng rồi Molotov rồi chạy vào miền Nam sau này đó. Là chứng tỏ cái đường mòn Hồ Chí Minh nó lớn lắm chứ không phải là nhỏ đâu, thưa quý anh chị em. Mới mà tiếp tới ở trong Nam để mà bao nhiêu tiền bạc đổ về cái cuộc chiến hết, để miền Bắc không còn cái gì hết. Miền Bắc hạt gạo sẽ làm ba làm tư để mà đưa những cái người con đi vào Nam, chiến trường miền Nam, gọi là đi bê đó. Đi bê đấy. Một cái cuộc chiến rồi là hoàn toàn nó vô lý. Tự nhiên là mình chia đất nước ra làm hai. Rồi cái bây giờ mình đem quân đem qua mình chiếm nước kia. Tại sao là mình không cần thiết phải chia đất nước ra làm hai như vậy? Nếu mà mình giỏi, mình tài giỏi, mình thắng được Pháp một trận Điện Biên Phủ đi, thì mình bắt buộc Pháp phải ngồi vào bàn hội đàm là 3 tháng, 6 tháng hoặc là 1 năm phải rút quân ra khỏi đất nước ta.
chứ không có tự nhiên chia cái đất nước làm hai kỳ vậy. Nghe lời xúi dục của cái thằng, của cái tên Mao Trạch Đông đó, qua cái tên gọi là Hồ Chí Minh gián điệp đó. Thành ra nó mới có dụng mà chia hai cái đất nước của mình, chia hai một cách dã man như vậy. Đồng bào tự nhiên là dưới dòng sông Bến Hải thì được sung sướng, còn mà trên dòng sông Bến Hải thì đau khổ. Lạ lùng không? Đâu có thể nào chia được như vậy. Bởi vì cái người bác sĩ mà Trần Văn Độ đó là bác sĩ đó là bộ trưởng ngoại giao mà thời mà ông Ngô Đình Diệm đó. Thời ông Ngô Đình Diệm thì lúc đó là không phải rằng là cái tên nước đó là Việt Nam Cộng Hòa đâu, mà cái tên nước là Chính phủ Quốc gia. Đó thì ổng có mặt cái cuộc mà hội đàm mà Geneva đó, 1954 đó, thì ông ôm mặt ông khóc là đúng đó. Trong cái lịch sử mà những cái sách sử nói đó, ổng chỉ thấy mà cái hiệp định mà chia đất nước là ông ôm mặt ông khóc và ông nhất định ông không ký. Ông không ký và khi ông về nước đó thì chính phủ mới để một cái treo cờ tang 3 ngày đó. Treo cái cờ rủ đó 3 ngày là cờ tang đó, là không đồng ý cái hiệp định Geneva. Chứ đừng có nói rằng là ông Hồ đó ông biết ông thua rồi, thành ra ông sợ ông không có dám gọi là thực hiện cái cuộc tổng tuyển cử. Cái đó là tầm bậy nữa. Ông Hồ đó là ông ý ông Diệm chứ, xin lỗi ông Diệm. Ông Hồ ông mới biết ông thua. Chứ ông Diệm là ông biết là ông thắng 100%. Nếu mà có tổng tuyển cử thật sự đó, thì quý anh chị em nhớ là cái tàu mà há mồm mà chở cả hàng triệu đồng bào đó, 1 triệu đồng bào mà công giáo hoặc là những người mà người ta muốn mà chọn hai miền sống đó, là tùy người dân thôi, không phải là chỉ công giáo không. Người dân nào mà muốn bỏ cộng sản đó thì cái vô Nam đi qua cái tàu há mồm đó, những cái tàu như vậy đó chở vào trong miền Nam là cả hàng triệu dân. Làm sao mà miền Bắc mà có thể thắng miền Nam được? Nhưng mà ông Diệm ông biết rằng là đối với cái cộng sản này là bọn này là gian dối lắm, làm sao mà chúng ta có thể tổng tuyển cử được, tại vì nó vi phạm hiệp định rồi, bao nhiêu hiệp định ký kết thì nó cũng vi phạm hết. Trong khi đó là cộng sản nó phải rút quân hết ra khỏi miền Bắc, mà nó đâu chịu rút quân đâu. Nó vẫn cài cắm những cái cán bộ trong miền Nam. Nó cài cắm cán bộ trong miền Nam để mà nó thành lập cái mặt trận giải phóng miền Nam đó, vào năm 1960 đó. Mặt trận giải phóng miền Nam đó mới gây ra cái cuộc chiến tranh mà tan tóc như vậy đó. Phải cái chủ trương mà đứng đắn của ông Diệm là đúng không? Đâu có cần phải đánh ra ngoài Bắc đâu. Giống như là người ta vì yêu nước đó, tinh thần yêu nước đó, người ta không làm được việc nó. Thấy không? Miền Nam không cần phải đánh ra miền Bắc. Miền Bắc không cần phải đánh ra miền Nam để mà thống nhất gì hết á. Mình có hai quốc gia như vậy mình phải sung sướng không? Rồi mình từ từ mình thống nhất bằng kinh tế. Phải không? Mình thống nhất bằng cái người nào đó mà giỏi về kinh tế, lo cái cơm no áo ấm cho đồng bào, thì tự nhiên người đó sẽ là người dân chọn. Nó giống như cái lịch sử của nước Tây Đức với Đông Đức y chang như vậy thôi. Người Tây Đức đó rất là giàu có phải không? Sau này người Đông Đức đó đập phá cái bức tường Bá Linh luôn, rồi thống nhất bên Đông Đức mà đâu có phải ai chết người nào đâu. Ngay cả ông mà lãnh tụ của bên Đông Đức là Honecker đó cũng không có bị giết nữa đó quý anh chị em, mà được ra tòa án xử đó.
chứ không phải là giết chết đâu. Xứ người ta thống nhất mà không có tốn một giọt máu nữa. Thí dụ mà miền Bắc đó, mà đừng có xua quân vào miền Nam đó, không chừng tới bây giờ đất nước mình cũng thống nhất gì. Việt Nam Cộng Hòa thống nhất với nước Dân Chủ, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, để mà cứu được đồng bào miền Bắc của mình đỡ phải chết đói không? Miền Nam dư sức gọi là cứu miền Bắc. Lúc mà sau năm 75 đó, gọi là người dân đói kinh hoàng luôn. Bước theo cái con đường mà xã hội chủ nghĩa đó, ai cũng bị đói hết, ăn bò với khoai tây, khoai với sắn rồi. Kinh hoàng lắm anh chị em, tôi nhớ lại cái thời buổi đó. Trong bụng mình lúc nào cũng đói hết. Nhưng mà cái mà mình bị đói đó, mình lại không có cảm tưởng rằng là kinh hoàng. Cái kinh hoàng đó là mình bị mất tự do đó. Phải nói là mất tự do mới là cái kinh hoàng nhất. Mình thân trai thì mình cần ăn nhưng mà mình vẫn chịu đựng được. Một buổi sáng mình ăn một miếng khoai, rồi buổi chiều mình ăn một miếng khoai, mình vẫn chịu đựng, mình sống được. Nhưng mà mình sống cái cuộc đời mà không có tự do đó, mình chịu không nổi. Mình chấp nhận mình sống đói được, nhưng mà sống mà không có tự do đó, người miền Nam sống hoàn toàn không có tự do, toàn là bắt buộc không. Bắt buộc phải mua báo, chạy lên nhà mà nó đưa 4-5 người rồi nó mang mấy cái tờ báo lại, thử hỏi mình có dám không mua không. Bắt buộc người dân phải mua mấy cái tờ mà Nhân Dân rồi tờ Giải Phóng rồi đó, nó vào nó gõ cửa tận nhà đó, rồi nó bắt phải mua. Rồi nó bắt TV256 là phải đi thanh niên xung phong. Thì mình nói bắt buộc đi. Nói thanh niên bắt buộc tôi đi liền. Tôi không có ngại từ gian khổ, xung phong, nhầm nhò vậy thôi. Nhưng mà nó ép buộc tôi là tôi không đồng ý. Ép buộc mình đi thanh niên xung phong làm sao mình chấp nhận được. Tại vì mình bị TV chạy ra phường liền, tôi nói bây giờ các anh nói thanh niên ép buộc đi, tôi ký tên ngay trước mặt các anh. TV nói thẳng như vậy đó, TV ký ngay trước mặt các anh, nói là bây giờ thanh niên bắt buộc đi, tôi ký liền. Cái tụi đó nó lưu manh thiệt đó, mà cái sự việc nó xảy ra như vậy đó. Cái vụ thanh niên xung phong tôi kể cho quý anh chị em một cái điều đó, là khi mà TV256 ký, nói ký thanh niên xung phong đó, nói các anh đó, nói mà thanh niên bắt buộc đi thì tôi ký đó. Thì ở xóm của TV256 đó có cái anh kia là anh Cường. Anh Cường là con của đại tá Thiết Giáp ấy, chứ không phải giỡn đâu. Anh Cường cũng lớn rồi, mà anh Cường cũng chống cái thanh niên xung phong nữa. Thì khi mà TV về nhà rồi đó, thì TV mới gặp lại cái người em. Cái người em kế cách một căn nhà, đó là Mười, thằng đó tên Mười. Thì nó cũng làm việc ở trong phường đó, nó mới nói đó. Nó nói TV256 đó, là nó nói anh Tư ơi, tụi nó đó, tụi trong phường đó, nó nói ngày mai là nó sẽ bắt anh Tư đó. Nó bắt anh Tư với bắt anh Cường đó, hai người đó. Nó nói là hai người này đó là cầm đầu chống đối cái vụ mà thanh niên xung phong. Mà khi nó lại nhà mình nó chơi như vậy đó, thì mà mình biết là Mười này nó cũng dễ thương, nó là giống như nó em nhỏ của mình đó. Nó hàng xóm, nó báo cho mình biết thì mình nhớ ơn nó rồi. Thế rồi cái ngay lúc đó thì có ba TV256 cũng biết câu chuyện đó. Cái ba nó nói con ra ký đi.
mình kéo kéo tivi 256 vô trong phòng nói nhỏ là ba đã lo cái chuẩn bị vượt biên rồi, thì con cứ ký đi, con ra ký đi, thì tivi 256 mới chạy ra phường mới ký. Nhưng mà tivi ký là nó có sự lựa chọn đó, một là anh phải đi thanh niên xung phong, còn hai là anh phải về quê lập nghiệp, hiểu không? Về quê lập nghiệp đó, thì ba tivi 56 chuẩn bị đi vượt biên rồi nên nó mới ký đi về quê lập nghiệp. Thì chúng tivi 256 ra nó ký liền thôi, là sang ngày hôm sau thì nó biết mình ký rồi thì nó không có đụng đến mình. Nhưng mà cái anh Cường đó, khi mà ảnh đi qua bên sân golf đó, sân golf ở nhà tôi bị kế sân golf mà ở chỗ mà gần máy bay đó, thì nó bắt anh Cường đó đi rồi là múc mùa khối lửa luôn. Sau này tivi về để mà kiếm anh Cường đó, không biết đi đâu nữa, mất tiêu luôn. Sau này tivi về năm 94 rồi, rồi mất tiêu luôn à. Mấy cái tên Việt Cộng cứ nói là tivi không biết gì hết, tại vì không có dám về nước, sự thật tivi không dám nói với tivi đã về nước rồi. Về nước đã gặp hai lần rồi chứ không phải là một lần nữa. Nói là tivi không biết, mà khi tivi khi mà về nước á, mới thấy được cái thảm cảnh mà đồng bào mới đau khổ hơn như thế nào, rồi mới khẳng định cái việc đấu tranh của mình. Mình không có chấp nhận cái chế độ cộng sản mà nó hành hạ cái dân tộc mình như vậy, nó làm khổ cái dân tộc mình như vậy. Mình phải nghĩ đó, là mình nghĩ cái quý anh chị em nó phải nghĩ cái vấn đề mà GDP á, GDP nó gọi là cross national product per capita là chia ra mỗi đầu người đó, là tổng sản lượng quốc gia đó chia ra mỗi ngày đầu người là bao nhiêu. Ví dụ bây giờ Việt Nam nó cỡ khoảng 1.800 đó. 1.800, 2.000, 2.000 đồng, 2.000 đô la. Vậy mình thấy cái đất nước mình như thế nào? Nó giàu nổi không? Trong khi đó Thái Lan nó cũng 5-6 ngàn rồi. Singapore thì nó là 40 ngàn rồi. Singapore với Nhật Bản nó giàu lắm. Singapore nó còn giàu hơn Nhật Bản nữa đó. Singapore là 40 mấy 50 ngàn, nó chẳng phải ít đâu. Thành ra đó, người ta nói cái sức làm của người Singapore đó gấp tới 23 chấm mấy lần của người Việt Nam đó. Tội cho dân tộc mình đó. Dân tộc mình đâu phải là nghèo hèn gì, nhưng mà cái anh cộng sản là, nói thiệt hồi nào tới giờ TV cũng chưa thấy cái anh cộng sản làm được cái gì cho quê hương đất nước, ngoại trừ vấn đề cái xây tượng hàng tỷ không, rồi tham nhũng mất ngoặt, đánh dân hạ hiếp dân thôi. Thành ra nó làm cho cái con người mà mình hải ngoại mình được an toàn, mình được sống cái cuộc đời hạnh phúc mà nó bắt buộc mình phải dấn thân thôi. Mình phải lo cho cái đất nước mình, mình không lo thì ai lo? Rất là cái trách nhiệm của mình, thì mình hành xử cái quyền trách công dân của mình thôi. Mình vẫn coi mình là một công dân Việt Nam đấy chứ, tuy là mình có quốc tịch Mỹ nhưng mà mình vẫn coi mình là một công dân Việt Nam, và mình thương yêu cái đất nước Việt Nam này, bởi vì mình mới miệt mài đấu tranh mà suốt 40 mấy năm trời như vậy, mà mình chưa từng lãnh một cái đồng bạc nào, ai cho mình cái đồng bạc nào phi đâu. Mấy anh Việt Cộng nó không hiểu, cứ tưởng rằng là TV chắc là on screen đây là có nhiều tiền lắm rồi người ta cho tiền đó. Không phải như vậy. Mình viết bài mấy ngàn bài đó, đâu có ai cho đồng mình một đồng nào đâu. Không có ai cho mình một đồng nào hết đó. Quý anh chị phải ở trong nước phải hiểu như vậy, tất cả đều là
toàn là hy sinh và hy sinh không à. Chú nói lòng vòng con nghe không hiểu ý của chú đang nói về vấn đề gì nữa. Lòng vòng về những vấn đề mà năm 75 đó phải không? Phạm Văn Vinh hồi nãy nói chú cho con hỏi, chú có nghe nói về bản tân hiến pháp của Dr. Trần đó hả? Ủa, tân hiến pháp của Dia Trần cái đó cháu không biết, chú không biết à nghe. Có gì thảy cái link cho chú đi Phạm Văn Vinh. Phạm Văn Vinh thảy cái tân bản hiến pháp gì đó. TV có nghe một số nhiều cái tổ chức mà họ viết lại cái tân bản hiến pháp đó. Nhưng mà TV hoàn toàn không có biết, không có đọc qua về cái Dr. Trần đó. Thì đó, thì hồi nãy, tại vì hồi nãy có cái một người mà hỏi TV về cái vấn đề sau năm 75, thành ra TV phải kể thôi, kể sau năm 75 đó. Thành ra hồi nãy ai hỏi về sau năm 75 thì Phạm Văn Vinh thì nói về hiệp định Paris đó. Thành ra đó, chúng ta khi mà nói về 1975 thì chúng ta biết đây là một cái cuộc xâm chiếm, một quốc gia này xâm chiếm quốc gia khác. Thành ra đó, mình không thể gọi là giải phóng được đâu quý anh chị em. Mình để mình nói mà chào anh Trần Thanh nha, mình không thể nào nói là giải phóng được đâu, mà mình phải nói đây là một cái cuộc chiến tranh xâm lược đó. Và TV nghĩ ai cũng hiểu cái điều này hết. Miền Nam đó là quá giàu có rồi. Miền Nam quá giàu có, không thể nào mà gọi là giải phóng được. Miền Nam quá giàu có, thành ra mình phải biết đó là một chiến tranh là xâm lược. Xâm lược là đúng nghĩa nhất, chứ không phải là nói là giải phóng. Ai mà dùng cái danh từ mà cái giải phóng miền Nam là nên sửa lại. Để mình nói sai sự thật, mà nói sai nhiều lần rồi nó nhập tâm, nó không đúng. Các anh không có giải phóng ai hết đó. Người ta đang sống trong cái sung sướng, hạnh phúc. Các anh bắt chồng người ta đi học tập, bắt con người ta đi học tập cải tạo, rồi các anh bắn giết. 200.000 người chết trong trại cải tạo chứ đâu phải là nhỏ đâu. Con số nó rất là lớn thưa quý anh chị em. Cái tội ác nó rất là khủng khiếp nha. TV xin phép uống nước trà nha. Nói về cái cá nhân của TV 26 nó như thế này nè. Muốn chia sẻ cái này là về cá nhân của mình. Vào cái ngày 1975, 30 tháng 4, thì TV muốn kể cho anh chị em một cái câu chuyện, đó là vào lúc mà 10 giờ sáng đó, thì khi mà nghe tin ông đại tướng mà Dương Văn Minh đó mà lấy cái quyền tổng thống đó, lên làm tổng thống đó, thì ông nói trong một cái băng cassette đó, sau này nghe mình hiểu là kêu gọi là các anh chiến sĩ đó, ông không dùng chữ không có dùng chữ đầu hàng nha. TV hứa danh dự đó là không có tiếng đầu hàng. Nếu mà quý anh chị hỏi những người lớn tuổi đó, hoàn toàn là không có tiếng đầu hàng đâu. Chỉ nói là các quân nhân giữ vững tay súng để mà đợi lệnh bàn giao.
để đợi mà những người anh em lại bàn giao đó, chứ không có dùng chữ đầu hàng. Sau này tự nhiên tivi thấy ông Minh ông nói có chữ đầu hàng đó. Là chứ quý anh chị em biết là toàn là giả mạo không, toàn là ép buộc không. Đó. Mà toàn là nói láo mà. Chính mắt cá nhân của tivi đó là vào ngày 28 tháng 4 đó. Mình thấy chỉ có cái hai chiếc A-37 thôi, nó từ trên nó chiếc này nó góc đầu xuống tăng sinh nhất, rồi chiếc sau nó đâm xuống, hai chiếc rồi là nó đâm xuống để mà nó thả bơm vẫn tăng sinh nhất. Thế mà sau ngày 30 tháng 4 nó nói cho là có 5 chiếc A-37, TV hứa danh dự là TV nói là thấy, TV thấy tại vì cái tăng sinh nhất nó gần nhà mình. Và nó biết chúi đầu mình chiếc, biết chúi đầu xuống chỉ có 2 chiếc A-37 thôi. Tối hồi sau ngày 30 tháng 4 thì báo chí Sài Gòn Giải Phóng nó nói 5 chiếc A-37. Không biết 5 chiếc từ đâu. Việt Cộng nói láo không, láo kinh hoàng. Thì bây giờ tôi kể lại cái chuyện 30 tháng 4 đó, là lúc mà nghe đầu hàng đó, không phải là đầu hàng mà bàn giao đó. Thì ở trên lầu á, ở trên lầu nhà tivi ở cư xá, thì trên lầu có chị Liên á, chị mới kêu tivi chở đi vòng vòng chơi, tại vì thấy là đầu hàng rồi, hiểu không? Giống như là đầu hàng nó bàn giao đó, nhưng mà không dùng tiếng đầu hàng đó. Thì hai chị em mới đi chiếc xe mà PC đó, PC là chiếc xe gắn máy mà nhỏ nhỏ. Thì hai chị em mới đi ra ngoài, đầu tiên là người dân muốn đi, mình coi như người dân thăm sự tình đó. Thì chạy ra bên Dinh Độc Lập đó, ở con đường mà Thống Nhất đó. Con đường mà nó có cây đẹp đó nhiều lắm, rồi với nhà thờ Đức Bà cũng gần gần đó. Thì khi mà TV đợi cho khoảng là 11, 12 giờ thì lúc đó đoàn xe nó mới đến, hiểu không? Nhưng mà đoàn xe đó nó được dẫn tới mà một cái chiếc xe tăng, một hai chiếc xe tăng gì đó, yeah. Rồi dẫn một cái đoàn Molotov đó mà mấy anh lính đó, người nào cũng giống như cái cây vậy đó, gắm cây đầy người vậy đó, hiểu không? Rồi có những cái anh mà mang cái khăn cái khăn gì đỏ ngay cái vai vậy nè, ngay cái tay vậy đó. Rồi mới mở cái cổng Dinh Độc Lập ra, mở cổng Dinh Độc Lập ra, rồi xe tăng đi vào, rồi mấy cái chiếc Molotov, cái đầu tròn tròn đó, mà màu nâu, xanh xanh nâu nâu đấy, xanh xanh đấy, rồi đi vô trong Dinh Độc Lập. Hoàn toàn nói thiệt đó, cho tới khi mà TV rời chỗ đó là cỡ khoảng 1 giờ đó, hoàn toàn không có vụ mà hút cái cổng Dinh Độc Lập đâu. Tất cả những cái đó nó quay phim, nó dàn dựng làm sao đó, mình suốt cái đó mà là có người hướng dẫn, người mở cổng ra và người hướng dẫn chiếc xe nó đi nữa, làm sao mà chiếc xe tăng nó nhỏ xíu như vậy làm sao mà nó chạy mà hút cái cổng được. Nó đâu có ngu dữ gì, người ta chỉ đường cho nó chứ nó đâu có xe mà tụi nó quay phim làm sao đó. Nó xe nó đi vô là không, hoàn toàn không có cái hút cái cổng nào đó. Bảo đảm TV lấy cái danh dự mà nói điều đó, tại vì mình chính mắt mình thấy mà khi một cái đoàn xe nó đến đó, khi mà đoàn xe Molotov nó đến đó, thì trong một cái số đông người mà tham dự đó, số đông người tham dự mà coi đó, thì
trong đó có một anh mà cái câu nói đó TV vẫn còn nhớ đến bây giờ, nói một cái câu đó, đặc biệt đó, sâu bọ lên làm người. Và TV nghe câu đó thì cá nhân của TV 256 đó, khi mà Cộng sản vào chiếm miền Nam thì TV 256 mới nghĩ rằng là mình nghĩ trong trong cái tâm khảm của mình thôi, mình nghĩ cái đất nước này đó thanh bình rồi, người ta sống với Cộng sản được thì mình sống với Cộng sản được, nó thanh bình rồi, nó đâu có cái gì mà chiến tranh nữa đâu, hiểu không? Mình nghĩ nó rất là đơn giản, hiểu không? Mình nghĩ giống như y như những người lính Mỹ thôi, hiểu không? Lính Mỹ thí dụ nó có cũng cái chiến tranh, nó nội chiến, bây giờ bên kia thua trận rồi thì bên đây đầu hàng, bên thua trận người dân mình nghĩ y như vậy, mình nghĩ là hòa bình rồi, không có ai bắn giết mình đâu, không có ai trả thù đâu, mình nghĩ rất là thơ ngây chứ. Và lúc rốt cuộc đó mình phải nói là mình theo Cộng sản, nói theo cũng không đúng nữa, là mình vào trường rồi mình cũng ủng hộ Cộng sản, mình nghĩ là hòa bình rồi, vấn đề là mình nghĩ hòa bình thôi, là bây giờ đó người Cộng sản đó họ đòi hỏi mình làm cái gì, đòi hỏi người dân làm cái gì thì mình làm theo nấy thôi. Nhưng mà thú thật với quý chị á, mình làm theo được có một tháng nè là mình thấy không chịu nổi rồi, mình một tháng thôi là mình thấy không thể chấp nhận được, mình nói không bao giờ có thể chấp nhận được mà sống với Cộng sản như vậy, bây giờ là phải kháng chiến bắt đầu từ lúc này. Và mình khẳng định là mình sẽ tìm cách để mà mình gia nhập những cái hàng ngũ phục quốc, mình chịu không được. Cái gì mà mỗi tối gia đình phải cử đi họp, mà đi họp thì toàn là nói xạo, nói láo, rồi nói đủ thứ chuyện mà mình không có hài lòng. Rồi mỗi sáng thì phải cử một người ra đi quét dọn cái cư xá, trong khi hồi xưa đó cư xá chỉ có mướn một người thôi, rồi đồng bào chung quanh cái cư xá đó thì hùng tiền hùng bạc mướn một người thôi, nó rẻ rề à, mà người ta lo hết cho mình, nó đâu vào đó hết. Tự nhiên bây giờ bắt mỗi gia đình đó phải cử ra một người cầm cái chổi quét coi đã không, mà không có chổi thì phải đi mua. Rồi nó cứ bắt họp hành, rồi cái nó làm cái này mà bắt buộc không à, bắt buộc phải mua báo đó, bắt buộc phải mua báo mà Giải Phóng với báo Nhân Dân đó, báo gì bắt buộc cũng phải mua hết rồi, cái gì cũng bắt buộc hết. Từ đi thủy lệ, Thanh Niên, Xung Phong, rồi đến đổi tiền, cái gì đủ thứ hết đó. Nó làm cho cái dân nghèo hết, đổi tiền mà ba lần kiểu đó là nghèo hết. Giờ thử hỏi làm sao mình sống được. Thành TV 256 đó có cái người bạn gái đó, mà cái này TV kể lần trước rồi, thì có người bạn gái đó TV nói thẳng là đừng có bao giờ mà nghĩ rằng anh sẽ làm đám cưới với em nè, hiểu không? Tại vì anh biết là anh không có thể nào mà dạy con anh được như vậy. Mình thì mình thích con cái, mà nếu mà lỡ mà có sanh con ra mà trong cái xã hội chủ nghĩa này thì nó khổ lắm. Và mình còn đã có cái tư tưởng như vậy rồi, mình không muốn cưới bà xã mình là tại vì sợ có con đó. Thành ra sau này đó đi vượt biên đó, khi mà ba TV chấp nhận đi vượt biên rồi, lúc đó mình mới nghĩ mình lấy bà xã mình đó, và mình lấy sợ xã mình và mình sống với bà xã mình tới bây giờ luôn đó.
Coi như đám cưới là cũng được 40 năm rồi đó. TV với bà xã TV là sống nhau là 40 năm rồi. Bây giờ bà ngủ rồi. TV thì đây là ở tha hồ nói chuyện, tại vì bà ngủ với bên đó cách cũng xa lắm. Nhà thì nó hơi rộng, hai vợ chồng cũng xa. Đó, cộng sản nó kinh hoàng như gì đó. Bây giờ bước sang đến cái hồi nãy cái bạn Phạm Văn Vinh nói về hiệp định mà Ba Lê đó hả? Cái hiệp định Ba Lê đó nó có cái phần nó hại cho Việt Nam Cộng Hòa, là nó nói là cái hiệp định đó là bốn bên là một bên là Mặt trận Giải phóng, rồi một bên là Việt Nam Cộng Hòa, rồi một bên đó là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, một bên đó là Mỹ. Thấy không? Nói mà bốn bên là mình thấy mình tiêu rồi. Mình đây là coi như là mình so sánh với thằng Mặt trận Giải phóng miền Nam, nó đâu có đúng đâu. Mặt trận Giải phóng miền Nam với cái thằng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa nó là một thôi, nó là một bên thôi. Chứ không phải, nó là chỉ là những cái thằng tay sai thôi. Nó là những cái thằng mà nó đi qua những cái con đường mòn Hồ Chí Minh rồi nó tham gia vô thôi. Thành ra đó, Mặt trận Giải phóng Việt Nam phải là cái thành phần là của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Thành ra đó, ông Tổng thống Thiệu, ông cứ cự tuyệt cái vấn đề đó. Ông cứ nói rằng là ba bên thôi, thấy không? Mỹ, Việt Nam Cộng Hòa với kia. Thành ra bốn bên là coi như nó có bốn phiếu rồi. Bốn bên nó có bốn phiếu rồi, thành ra làm sao mà Việt Nam Cộng Hòa mà chống cự lại được. Thì rốt cuộc đó, người Mỹ đó, họ kẹt cái vấn đề mà bị phản chiến đó. Thì khi mà mình nói đến phản chiến đó, thì ai cũng thấy là đúng, người ta không thích chiến tranh. Ai cũng đồng ý là phản chiến, là đúng, là không có thích chiến tranh. Nhưng mà sự thật đó là những cái tên phản chiến là những cái tên mà là nó đầu độc dân như vậy, nó đứng về phía bên Hà Nội thôi. Đúng không? Nó đứng về phía cái bên mà Việt Cộng. Nhiều nó giật dây trong đó. Đúng không? Bởi vì mình mới nói sau này những cái thành phần phản chiến cũng như là Tom Hayden nè, rồi Jane Fonda nè. Quý anh chị em mà thấy cái hình mà của tài tử của Jane Fonda mà bầu cổ mấy cái anh mà cầm súng đó mà bắn mà quả tiễn lên trên máy bay của Mỹ đó. Mình thấy đó là những cái hành động mà phản quốc đó. Phản quốc mà sau này đó có vụ mà Tom Hayden mà bị cái bà mà thượng nghị sĩ rồi là Janet Nguyễn mà tố cáo đó. Bà không đồng ý, bà nói cái hành động đó là cái ông đó là phản quốc mà không có được vinh, không có nên được vinh danh như vậy. Thế là bà bị mấy cái ông mà nghị sĩ cùng cái phòng nó đuổi ra khỏi phòng họp. Đuổi ra phòng họp đó rất là vô lý. Và tôi nghĩ rằng là bây giờ đó cô ta rất là nổi tiếng, thượng nghị sĩ đó rất nổi tiếng. Tại vì đó, khi mà anh là thượng nghị sĩ và cô ta cũng là thượng nghị sĩ, hai người đồng nhiệm với nhau, không có ai hơn ai hết á. Anh không có quyền đuổi người ta. Tôi nghĩ là anh không có quyền đuổi người ta. Sau này sẽ làm rõ những vấn đề đó. Thì hiện giờ cái số đông đó ủng hộ cái cô Janet Nguyễn khủng khiếp lắm. Ngay cả chính giới Mỹ hết đều ủng hộ cô. Và người Việt ủng hộ hết. Họ làm những cái cuộc biểu tình rất là lớn. Đó là những cái phần tử mà phản chiến của Mỹ đó. Thì bây giờ tôi trở lại cái hiệp định mà Paris 1973 đó.
Thì do cái đám phản chiến như vậy đó thì nó đòi phải rút quân. Mà TV nghĩ nó cũng liên quan đến vấn đề mà mấy cái anh mà pilot á, mấy cái anh phi công á mà bị bắt, mấy trăm người đó. Bị bắt đó thì đó là nhiều khi nó con cháu của những cái người mà cấp lớn ở bên Mỹ đó. Thành ra một phần đó nó cũng muốn gọi là trao đổi. Trao đổi, thành ra bên Việt Nam Cộng Hòa thả hết tất cả những tù nhân, những cái tù nhân mà cộng sản đó, ở Phú Quốc rồi Phú Quốc với bên nữa là chỗ nào ta, Công Sơn, Phú Quốc Công Sơn thả ra hết, rồi mới thả ra một số phi công Mỹ, một số thôi nha. TV không tin là Việt Cộng nó thả hết đâu, bảo đảm như vậy. Tại vì Mỹ đó, nó hay cái là nó có bằng chứng hết đó. Nó từng ra, nó đưa ra những cái bài báo mà khi mà người phi công Mỹ mà bị bắn rồi rơi xuống đất mà nhảy dù đó thì bị bắt. Ở trong mấy cái bài báo đó đó, bây giờ cái phi công đó ở đâu? Việt Cộng nó không biết. Thành ra đó, 100% là cái người quân nhân Mỹ mất tích đó vẫn còn bị giam giữ. TV khẳng định điều đó. Tại vì đó, lý do đơn giản thôi, là lúc đó nó, năm 1973 thì Việt Cộng nó chưa chiếm được miền Nam. Mà nó chiếm Việt Nam, miền Nam nó bằng mọi giá. Khi mà nó bằng mọi giá rồi, nó không có ngu mà nó thả hết tất cả những tù nhân Mỹ đâu. Nó chỉ thả một số tù nhân Mỹ thôi, rồi nó vẫn giữ một số tù nhân Mỹ. Thành ra người Mỹ họ biết chính xác đó là nó còn tới 1.500 mấy chục người Mỹ còn mất tích ở bên Việt Nam. Tại vì tụi Mỹ nó biết mà mỗi người lính của nó là có số quân số này, có cái DNA đồ này nọ đủ hết á, không thể nào mà Mỹ mà nó không biết mà quân nó mất tích hết. Nó biết hết á. Nhưng mà có lẽ thôi, có lẽ là cái bọn Việt Cộng nó giết hết rồi, nó giết hết ở giữa lòng biển hay là nó giết làm sao đó mà nó tiêu diệt hết rồi, thành ra không có biết được. Cộng sản mà nó nhẫn tâm ghê lắm. Đến bây giờ đó, bao nhiêu năm rồi, bây giờ người ta coi như mất tích rồi hết, không có tìm được. Vì không nghĩ vậy thôi. Hoặc là có những người sống, cũng như hồi xưa mình thấy ở Bắc Hàn cũng đi. Bắc Hàn cũng đâu có người Mỹ đâu, rốt cuộc cũng có vài người Mỹ còn sống. Sứ cộng sản mà không hiểu được, kinh hoàng lắm. Thành ra đó, ông Thiệu đó, ông bị bắt phải ký cái hiệp định Ba Lê đó là rất là bất lợi. Bất lợi rồi nó có cái sự hâm dọa nữa nha. Nó có sự hâm dọa đó. Người sau này mình biết rồi, nó có sự hâm dọa. Và có thể là tụi CIA mà nó muốn ám sát cái ông Tổng thống Thiệu nếu mà không ký. Rốt cuộc rồi ông Thiệu ông ký bởi cái sự mà bảo đảm của người Mỹ, bảo đảm là khi mà sử dụng vũ khí là một đối một. Mà rốt cuộc sau này quốc hội nó ngăn hết, viện trợ gì nó cúp hết. Nó từ cả tỷ mà rốt cuộc xuống còn có 300 triệu nó cũng cúp luôn đó. Không được 300 triệu nữa. Thì từ đó là bị sụp đổ luôn đó. Mà cái lỗi cũng là người lãnh đạo thôi. Người lãnh đạo là ông Tổng thống Thiệu thôi. Ông cứ rút quân hoài chạy thôi.
ông giả sử ông muốn là thử Mỹ coi coi có bỏ thằng Việt Nam thiệt không, Việt Nam Cộng Hòa. Mỹ lúc đó nó đâu có còn ke gì nữa đâu, nó bỏ luôn rồi. Từ đó mà Việt Cộng nó cứ chiếm, phải mình rút là tới đâu là nó chiếm tới đó, đâu có đánh đấm gì đâu. Nên nước mắt rồi không có đánh đấm gì đó, là cái thời lịch sử như vậy đó. Mà sau khi mà ký cái hiệp định mà Paris ấy, thì tụi Việt Cộng nó vi phạm khủng khiếp luôn, vi phạm mà ngày nào cũng nói trên tivi hết. Ở trong Nam thì người dân nào cũng có tivi coi hết, cái đó giống như cái tiêu chuẩn rồi, thời đó là tiêu chuẩn rồi. Nhưng mà tivi màu thì có thể là nó hơi hiếm thôi, chứ tivi trắng đen thì có nhiều lắm. Thì mà ngày nào nó cũng nói là bên Việt Cộng là vi phạm, cũng không làm gì được. Vi phạm riết là cho tới mất nước thôi, đau thương không? Đúng rồi, có thể những tù nhân Mỹ đã bị giết chết hết rồi, trong tù rồi. Thành ra người Mỹ họ biết đó, họ biết điều đó đó. Thành ra đó, tại vì họ có tài liệu, mình không có tài liệu. Họ có tài liệu chắc chắn là những người Mỹ còn sống. Mà bây giờ những người Mỹ đó đâu? Ít ra cũng còn có bộ xương chứ. Thành ra Mỹ nó có đòi hỏi hoài. Mà thưa quý anh chị em nha, đây là cái sự thật đó. Từ Tổng thống Carter nè, cũng đòi hỏi là phải giao trả những cái quân nhân Mỹ bị mất tích. Tại vì cái con số nó quá lớn đi. Nó con số tới gần 2.000 người, là 1.700, tôi không nhớ là 1.700, 1.600 rồi đó. Đâu phải 1.600 người mà dễ mà nói được đâu. Ông Carter cũng đòi hỏi phải giao lại Mission in Action đó, là MIA đó, thời Carter, rồi đến thời ông Reagan hai nhiệm kỳ tổng thống Mỹ cũng đòi hỏi thằng Việt Cộng là phải giao những cái mà quân nhân mà bị mất tích đi, tại vì họ biết chứ không phải là họ không biết. Rồi đến đó, rồi sau này đến tổng thống Bush cha đó, thì cũng đòi hỏi. Rồi đến Carter, có đến ông mà tổng thống Obama này á, thì hình như là không thấy. Cái đời tổng thống Obama này hình như nó xa rồi đó. Không thấy đòi hỏi mà những cái thả mà quân nhân Mỹ nữa. Nhưng mà bao nhiêu đời tổng thống trước đòi, không mà biết là Việt Cộng nó có. Nhưng mà đến Obama thì nghĩ là chắc là đã chết rồi. Hồi xưa đó, thì lúc mà Việt Cộng vô 1945 đó, thì nhà TV thì có quen với ông mà ba TV có quen với ông Quốc Hương á. Quốc Hương là ông mà ca sĩ mà hát hay lắm á. Đầu đen, ổng già rồi mà đầu đen á, đầu không có bạc trắng giống như TV là. Mà ông vô ông ca cái bài mà thì là ổng là bạn của ba TV 256. Cái thời mà sang kháng chiến chống Pháp thì ba má TV 56 cũng là tham gia kháng chiến chống Pháp, cũng 9 năm kháng chiến có mặt đủ hết. Thành ra cũng có quen với những cái bác mà Quốc Hương như vậy. Ca sĩ Quốc Hương, ông ca tiểu đoàn 307 nhớ hoài. Mà ông nói một cái câu mà mình thấy kinh hoàng luôn á. Ông vô trong gặp ba TV mà trước mặt gia đình, ông nói nghe nói đó nè. Nghe nói ở bên Mỹ đó, tụi Mỹ nó thích ăn thịt Việt, người Việt mình lắm phải không?
nó mấy mấy cái người mà nghe nói mình ở chiến trường rồi nó ăn thịt Việt Nam mình nhiều lắm. Cái ba thì mới nói: trời đất ơi anh ơi, anh đừng có tin ba cái chuyện mà Mỹ mà nó ăn thịt. Làm gì có, nói thiệt, nước uống mà nó còn đem từ phi cơ mà nó qua bên Việt Nam, nó nước uống nó mang theo luôn, làm sao mà nó dám ăn thịt, nước uống mà nó còn sợ. Thiệt tình. Rồi hôm nay kể bác Quốc Hương nhiều chuyện lắm, vui lắm. Ông nói rằng là xây cái lăng của ông Hồ Chí Minh là tốn đến 3 tỷ bạc á, 3 tỷ bạc, kinh hoàng, mới xạo. Không biết làm sao mà 3 tỷ bạc, còn thời đó cái lăng gì mà tới 3 tỷ bạc. Nhiều chuyện về về bác Quốc Hương. Bác nói bác là cái phần sự của bác đó là để mà kiểm tra cái anh chàng Trịnh Công Sơn, mà kêu đề nghị ông Trịnh Công Sơn đó, ông viết những cái bài mà ca tụng bác với đảng mà mấy tháng trời rồi, mấy tháng trời ông không viết được bài nào. Cái thằng đó sao mà nó viết nhạc hay lắm mà tại sao mà nó viết không được, lạ lùng ấy. Cái đó sự thật đó, ông nói về Trịnh Công Sơn đó. Sau này mình biết ông Trịnh Công Sơn là ông bị đì thấy bà luôn, ông bị cấm hát, rồi ông bị học tập cải tạo nữa, rồi sau này cái ông mà Võ Văn Kiệt á, ông mới sinh ra đó, ông mới sinh ra rồi. Nhưng mà mình không có thích những cái tên này, mình hoàn toàn mình không có thích những cái tên này, tuy là nó có đặc nhạc hay thiệt, nhưng mà nó cũng cũng có những cái phần mà trốn lính, rồi tại vì nó đặt ở bên đây thôi, chứ sự thật mà nó là nó mà đặt ở ngoài miền Bắc đó, thì nó bị giam tù rồi. Nhưng bên đấy thì miễn sự tự do thì ai muốn làm gì cũng được, biểu tình cũng được. Chờ ở thời mà biểu tình mà chống Mỹ toàn là liện bom xăng không đó, chứ không phải như bây giờ đâu. TV nhiều lần đó là đi ngang mà bị ảnh hưởng đó, mà hít cái mùi mà bom xăng, hít cái mùi lựu đạn cay cũng có nữa, mà bom xăng đó cái gặp xe hơi Mỹ là cái thảy bom xăng vô à. Oh man, thời đó mà sinh viên dữ gì đó, mà đâu có ai bị bắt gì nhiều đâu. Sự thật thì Trịnh Công Sơn theo Cộng sản là đúng rồi. Nhưng mà ngay cái ngày mà 30 tháng 4 đó là Trịnh Công Sơn là gãy rẫy đàn mà lợi cái chỗ mà chỗ mà Đài Phát Thanh đó, rồi gãy đàn cái bài mà nói vòng tay lớn đó. Cái đó sự thật đó. Đó là những cái mà TV26 bảo đảm là những lời nói đây là sự thật, nó có như vậy đó. Nhưng mà sau đó đó, sau đó thì nó không có trọng dụng Trịnh Công Sơn nữa, nó cho Trịnh Công Sơn đi học tập cải tạo luôn đó. Đó là sự thật đó. Nhờ ông Sáu Văn cứu á, Sáu Văn là Võ Văn Kiệt cứu đó. Thời đó mà đâu có cho nhạc nghe nhạc Trịnh Công Sơn đâu, dù là những cái nhạc đó nó mù mờ lắm, nhưng mà nó có thể chống cộng cũng có nữa, chống cộng cũng có, giống như cái bài mà Chiều Đi Lên Bãi Dâu đó: chiều đi lên Bãi Dâu hát trên nhìn sát người, tôi đã thấy thì đại khái vậy hả, lâu lâu mình cũng
quên nữa. Hôm bây giờ mấy anh em còn muốn chia sẻ điều gì nữa không? Bởi vì mình khoái cái đề tài tự do là gì? Đề tài tự do là mình nói được nhiều lắm, mình nói được nhiều lắm mà mình không bao giờ mình nói hết được hết. Về cái vấn đề tội ác của cộng sản đó, mình không bao giờ nói hết được. Thành ra đó TV chọn cái đề tài tự do, nhưng mà trong khi đó đó thì sau này mình làm YouTube hay gì thì mình TV kể ra là trong đó mình nói về Hiệp định Ba Lê hoặc là Hiệp định Geneva hoặc là những cái đề tài tóm tắt như vậy đó, thì những người khác người ta có thể theo dõi được. Thấy không? Bây giờ quý anh chị muốn cho TV nghỉ được chưa? Hả? Cho TV nghỉ được chưa hay là muốn nói thêm về vấn đề gì nữa? Bây giờ là trên 12 giờ rồi đó, 12 giờ 15 phút rồi đó. Thôi ha, để ngày mai có thể sáng thì TV có thể nói chuyện được. Thành ra bữa nay phải thức sớm đi, ngủ sớm á. Ha. Thôi bây giờ mến chào quý anh chị em nha. Chúc quý anh chị em vui vẻ. Rồi. Cảm ơn quý anh chị em đã lắng nghe ha.